tìm đến xóm trọ nằm trong con hẻm nhỏ số 700 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi không khỏi xót xa cho những phận đời nơi đây. Xóm trọ có tổng cộng 11 phòng, đa số người thuê là những người bị khuyết tật, hàng ngày kiếm sống bằng nghề bán vé số. Từ ngày đại dịch Covid-19 xảy ra, cả xóm trọ đã thất nghiệp ròng rã gần 5 tháng trời, khó khăn chồng chất khó khăn. Thì những ngày bị dịch thì ai cũng bị thất nghiệp thôi. Ở nhà trọ thì cũng như mọi người thì ở nhà ở không mà. Nhưng mà phải nói một câu rất là chân thành, thì xin rất là cảm ơn bà con người thành phố rất là tốt. Tụi tôi thì không nói gì phải đói hết á. Quà, nói chung là mì, gạo. Thông qua hội người mù rồi có đoàn từ thiện á, rồi đến đây thì cũng giúp cho anh em, nói chung những người khuyết tật mà tôi biết là trong hội người mù ở khu vực của Bình Hưng Hòa này thì không đến nổi gì. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vân kể, vào đầu năm 1978, trong một lần đi chơi với bạn, không may ông bị giẫm phải mìn. Cú nổ mạnh đó đã khiến ông sống trong bóng tối cho tới tận bây giờ. Tính tới nay, ông và vợ cũng là người khiếm thị đã có 20 năm sống và mưu sinh ở thành phố Hồ Chí Minh bằng nghề bán vé số, kết hợp bán thêm dụng cụ vệ sinh nhà cửa. Trước dịch, công việc này là nguồn thu nhập chính để vợ chồng ông nuôi ba con nhỏ. Thế nhưng, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, gia đình ông đành tạm ngưng và chỉ vừa rụt rịch bán lại từ cuối tháng 10. Để bán được nhiều hơn, từ sớm hai vợ chồng đã rời khỏi nhà và chia ra hai nơi khác nhau. Những ngày này, dù đã đi bán lại nhưng số tiền lời thu được chỉ đủ để gia đình ông cầm cự bữa ăn hàng ngày. Một phần nữa vì sức khỏe của vợ ông giờ đây đã không còn tốt như xưa. Trong những ngày dịch đỉnh điểm, bà Huỳnh Thị Thủy, vợ ông Vân cũng đã từng bị nhiễm Covid-19. Trải qua một đợt sinh tử càng khiến bà Thủy nung nấu khát vọng được sống. Những ngày sau dịch, dù sức khỏe đã yếu và không buôn bán được gì nhiều, nhưng bà luôn cố gắng đi bán sớm và trở về muộn hơn, cố gắng kiếm thêm một ít tiền để dành dụm cho các con. Ông bà có với nhau ba đứa con, đứa bé nhất 6 tuổi. Thất nghiệp và phải sống dựa vào tiền hỗ trợ, tình thương của các mạnh thường quân để vượt qua mùa dịch. Đó không chỉ là hoàn cảnh của gia đình ông Đinh Cẩm Vân, mà còn là tình trạng chung của xóm trọ nghèo phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phát động là mình bán được lại giá số như thường, nhưng mà đến hơi cái qua mùa dịch bây giờ bán không được nữa, 50 vé không hết nữa, còn như thế trước mùa dịch đó 250 vé là tôi bán chốc lát hết đó, nửa ngày là hết đó. Bây giờ đến qua mùa dịch cái người ta gần nhau rồi, cách ly 2 mét đó, người ta sợ nói giao cho chào ra cái người ta lỗ không được, không được, không mua, người ta bắt tay không mua không à. Bán khó khăn lắm, sau mùa dịch là bán giá số hơi khó khăn thiệt. Thì mình cũng cố gắng là rồi sống với cái cuộc sống lạc quan để mà mình vượt qua thôi. Lạc quan vô đời và vượt qua cái khó khăn này. Đại dịch Covid-19 kéo tới khiến cho cuộc sống của những người khuyết tật đã khó nay càng thêm khó. Thế nhưng không vì thế mà khiến họ đánh mất nụ cười. Sau đại dịch, họ chỉ mong được tự do đi lại, bán vé số, mưu sinh nuôi con. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.